Em mở bài số 19 ra nha. Sinh hoạt ở quê tao. 第19课, 生活的味道. 一, 听力. 第一部分. 第1到5题, 判断对错. Rồi mọi người, từ câu 1 đến câu 5, câu 1 đáp án đúng hay sai? Đúng. Đúng. Câu 2? Đúng. Đúng. Câu 3? Sai. Sai. 4? Đúng. À, đúng. 5? Sai. Sai. À, đúng, đúng, sai. Đúng, sai. Rồi. Nghe nha. 1. 别以为做错了事道个歉. 别以为做错了事道歉，说句对不起就行了。道歉，说声对不起就行了。嗯、啊，đừng tưởng rằng là làm sai rồi nói một câu xin lỗi là được. Cho giảm một. Vì得到别人的原谅很容易。Sao lại hình đúng như được? Hình phu đồng ý mới đúng ha. Nó yếu chung xin rằng bí rừng dạy xiang xin nhị chuyện. À, tan yếu bí rừng chung xin xiang xin nhị. Hẳn nán. Chưa hẳn nán. Xiang chung xin rằng rừng xiang xin hẳn nán. Xiang chung xin rằng rừng xiang xin hẳn nán. Đúng ha. Kể đi cho nó lớn lớn vậy nghe không? Đi hảo, wo xiang. Này câu 2 nha. 2. Đi hảo, wo xiang li ge fa. Ni hao, wo xiang li ge fa. Tôi muốn hớt tóc. Sâu vi đoạn yi điểm jiu ke yi. Sâu vi đoạn yi điểm jiu ke yi. Ngắn một chút thì được. 一会儿我还有些事要办。 Còn có chút xíu việc cần làm. 所以麻烦你快一点。 他在理发店。 Đúng không? Đúng. Ừ, đúng ha. 3. 3. 我想租一个交通方便的房子。 Tôi muốn thuê một cái căn nhà là tiện lợi giao thông một chút xíu không? 离地铁站近点. 离地铁站近一点. Cách cái tàu điện ngầm, ga tàu điện ngầm thì gần một chút. 但是周围环境不能太吵. Tan châu ấy hoàn chỉnh có năng thay chảo nhưng mà môi trường xung quanh không được ồn. Phòng chú tốt nhất cũng đừng quá đắt. Phòng chú tốt nhất cũng đừng quá đắt. Tìm thuê phòng tốt nhất cũng không nên mắc quá. Đương nhiên, nếu mà phòng đông bị giàu hữu hảo, thì cho. Phòng đông bị giàu hữu hảo nhưng mà chủ nhà thân thiện một chút. Cưng hảo mà. Cưng hảo càng tốt. Ta xiang chú gà ta phòng zi. Ta xiang chú gà ta phòng zi. Có nói ta phòng zi không? Không. Bốn. Sì. Yên yue bù chỉnh sư yì mến yì sù. Yì. Yên yue bù chỉnh sư yì mến. Âm nhạc không chỉ là một môn nghệ thuật ha. Chỉ chủng ngữ nhiên. Suy chủng ngữ nhiên là một loại ngôn ngữ. Âm nhạc cũng là một loại ngôn ngữ. Rèn mến đối yên yue de xì ai yu. Rèn mến đối yên yue de xì ai. Mọi người là cái sở thích đối với, yêu thích đối với âm nhạc. Quốc chí ngũ quan. Quốc chí ngũ quan, ngũ quan.
vì của chỉ ủ quan là không có liên quan đến quốc tịch. Cái từ của chỉ là quốc tịch nha. Vì của chỉ ủ quan quốc tịch đó, của chỉ 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 của chỉ, các em đánh hai chữ của chỉ là nó xảy ra nha. Quốc tịch ủ quan là không có liên quan đến quốc tịch. Thông qua âm nhạc, 不同国家的人可以交流感情。 Thông qua âm nhạc, 不同国家的人可以交流感情。 互相了解。 人们可以通过音乐交流感情。 人们可以通过音乐交流感情。 Đúng ha? Câu 5 này. 5. 他虽然不是在这儿出生的。 他虽然不是在这儿出现的。 Anh ấy mặc dù không phải là sinh ra ở đây, tại chỗ chu sinh sinh ra ở đây. Tan chue shi zai zhe zhang da de. Tan chue shi zai zhe zhang da de, nhưng mà lại lớn lên ở đây. Ta san sui gen fu qin mu qin yi qi lai dao zhe. San si sui yi qi gen mu qin lai dao zhe. Jiu zai ye mei li kai guo. Trai về mấy lý khai của hả? Trai về mấy lý khai của tức là 3 tuổi thì theo cha mẹ tới đây ở và chưa bao giờ rời khỏi nơi này ha. Yên sự, ta tuy trí cái địa phương cảm tình hẳn sinh. Yên sự, ta tuy trí cái địa phương cảm tình hẳn sinh. Do đó, anh ta có tình cảm rất là sâu với nơi này. 他刚来这儿不久。 Sai rồi ha. Mà anh ta là gì? Không sinh ra ở đây nhưng mà đến đây lúc 3-4 tuổi, sống đến bây giờ ha. Câu số 6 là đáp án nào? Câu nào? B 7 B 8 C 9 B 10 A 11 B 12 Rồi đúng hết. Giỏi. Rồi nghe nha. Liệu. Nǐ ping pong qiǔ dǎ de zhēn bù cuò. Nǐ ping pong qiǔ dǎ de zhēn bù cuò. Bóng bàn của bạn đánh thật là tuyệt ha. Ping pong chiếu là bóng bàn á. Có thời gian nâng giao giao wo ma? Có thời gian nâng giao giao wo ma? Có thời gian có thể dạy cho tôi được không? Mấy vấn đề, tôi mỗi thứ sáu đều sẽ đến thể dục quán. Mấy vấn đề, tôi mỗi thứ sáu đều sẽ đến thể dục quán. Mỗi thứ bảy tôi đều đến. Sân vận động ha. Đến thời hậu, bạn lại chào tôi thì xin là. Đến thời hậu, bạn lại chào tôi thì xin là. Đến lúc đó đến tìm tôi là được. Nữ đà là cái gì ý sự? Nữ đà là cái ý sự? À, người nữ là ý gì? Là có thể giao tha. Đúng rồi. Câu B ha. Rồi câu 7. 7. 你这么着急去哪儿啊? 你这么着急去哪儿啊? Bạn nóng lòng như vậy đi đâu thế? 我刚才叫你两次,你都没听到. 我刚才叫你两次,你都没听到. Lúc nãy tôi kêu bạn hai lần mà cũng không nghe thấy. 我去打印几份材料. Phần tài liệu, đi in vài phần tài liệu, đi in mấy phần tài liệu, tả in tức là in đó ha, tả in là in đó, in mấy phần tài liệu. Ý hoa ở sang khờ thảo luận đề sở hậu yào dụng. Ý hoa ở sang khờ thảo luận đề sở hậu yào dụng. Lát nữa lên lớp, lúc mà thảo luận á, cần dùng đến.
女的为什么很着急？女的为什么很着急？啊，người nữ vì sao lại nóng lòng? Giao tả in tài liệu. À, cần in tài liệu ha. Câu B. Rồi 7. 8. 8. 打了一下午羽毛球，肚子有点饿了。打了一下子羽毛球，肚子有点饿了。Đánh một chập cầu lông, bụng hơi đói rồi. À, cố gắng nghe cho ra nha mọi người. 真香，今天吃什么？真香，今天吃什么？来gì？红糖。giỏi hôm nay ăn gì vậy? Nhị bí tử chân hảo. Nhị bí tử chân hảo. Bí tử. Cái mũi á, noise, nose. Cái mũi thật là tốt. À, ta ngửi thấy mùi gì? Mùi thơm á, chân xăng ha. Chín hoàn, chúng ta ăn chảo zi. Cái gì? Chúng ta ăn chín hoàn, chúng ta ăn chảo zi, phải không? Tối nay chúng ta ăn. Ăn bánh sủi cảo, chảo zi. Zài dèng yí huài, huàn. Zài dèng yí huài. Mǎ shāng jiù hǎo. Mǎ shāng jiù hǎo. Guān yǔ nǚ de, kě yǐ zhī dào shěnme? Guān yǔ nǚ de, kě yǐ zhī dào shěnme? Xiǎng chī fān le, đúng rồi, muốn ăn rồi. Jiǔ. 开一下窗户吧。开一下窗户吧。Mở cửa sổ ra một chút đi. 热得我都有点受不了了。热得我都受不了了。Nóng đến nỗi tôi đã chịu không nổi nữa. 啊。是你穿的太多了。是你穿的太多了。Mặc nhiều quá mà. 把外面那件衣服脱了吧。Bài ba bên na trên y phủ thua là bà cởi cái chiếc áo khoác bên ngoài ra đi. Căn cứ đối thoại, có thể biết được gì? Căn cứ đối thoại, có thể biết được gì? Nam tử chuan tử tua câu B ha, chín B. Sì. 你看见我的手表没有？你看见我的手表没有？我印象里上车的时候还带。我印象里上车的时候还带。Trong ấn tượng của em mà lúc lên xe vẫn còn đeo. Hãy tay ha, tức là hãy tay chứ còn đeo. 真的。那看看在不在你包里。那看看在不在你包里。Xem có trong túi hay không. 不会丢在出租车上了吧。不会丢在出租车上吧？ Không để ở trên xe buýt chứ? À, 不会丢在出租车上吧？ Không để quên ở xe buýt chứ? 女的在找什么？女的在找什么？手表哈，10啊，11。十一。孙小姐，表格我做好了。我做好了。Cái mẫu biểu tôi đã làm xong rồi. 您看看有什么问题没有？您看看有什么问题没有？ Cô xem thử có vấn đề gì không? 刚才忘和你说了。Đúng rồi, căng thải quang hở nỉ xua là lúc nãy quên nói với anh. Quang là quên á, hở nỉ xua nói với bạn, tức là quang hở nỉ xua quên nói với bạn rằng. À, khó nghe hơn câu này. Hãy yào zài jia shang yi lie xìng biế. Hãy yào zài jia shang yi lie xìng biế. Thêm một cột gì? Xìng biế là gì? Giới tính. Xìng biế là giới tính ha. Tức là phải còn thêm một cột gì tính giới tính nữa nha.
女的要求怎么做？女的要求怎么做？câu 11B là Chân cha y lê. Y lê gì? À, cái lê này là dùng để viết giới tính ha, sinh tiễn á. Sì à. Chú phòng lì tờ chì cơ tân thai xiao lạ. Chú phòng lì tờ chì cơ tân thai xiao lạ. Cái đèn ở trong nhà bếp quá nhỏ đi. Chú thời gian hoàn một cái đa điểm, lượng điểm. Châu sử gian hoan đi cơ. Tai điện đờ, leng y điện đờ. Châu sử gian là dành thời gian á. Châu sử gian là sắp xếp thời gian á. Lấy thời gian, sắp xếp thời gian. Để thay một cái bóng làm sao? To hơn, sáng hơn. Đồng bạn. Y chén bù chế đờ. Nhi xin tại y số. Wo ye chế đờ, chue sử tình xiao đờ. Y chén bù chế đờ. Nǐ yī shuō, wǒ yě jiē de. Trước đây là cũng không cảm thấy như vậy, mà khi mà anh nhắc rồi thì em cũng thấy làm sao nó cũng hơi nhỏ hơn. 我今天下班去超市买一个. Đúng rồi. 他们觉得厨房的灯怎么样? Bổ thai lèng à, không sáng lắm ha. Vừa không sáng lại vừa nhỏ không? Rồi, xong phần 12. Đi san bộ phận. Đi 13 đào 22 thí. Chính xuyển chú trang chuệ đà ân. Bì rú. Câu 13 đáp án nào? 13 là D, 14 B, 15 C, 16 C, 17 B, 18 B luôn, 19 B, xong nhiều B vậy, 20 cũng B luôn, 21 A, 22 à, B, B nhiều ha. Rồi ta nghe. Sứ三, 请把姓名, 年龄, 性别, Chính bà sinh mệnh, nén lĩnh hả, sinh tía, nén lĩnh, sinh tía, sinh mệnh nữa ha. Họ tên, giới tính, tuổi tác, nén lĩnh nữa ha. Rồi, viết. Nén xí phong sư đằng xin xí, thiên. Lén. Rồi, nghe lại, nghe lại, nghe lại nha. Nhiên lĩnh, sinh biệt, liên xí phong sư đằng xin xí, thiên tại trơ trang biểu sang. Lén xí xin xí, thông tin liên lạc, lén xí xin xí, là thông tin liên lạc, thiên trai, biểu cửa sang, điền vào trong cái bảng, cái mẫu biểu ha, biểu cửa sang. Hào đất, sư tại y lỗ đả chân mà. Tà chân là gì? Chích thuốc. Đúng. À, có phải là chích ở lầu 1 hay không? Đúng. Y lầu, thứ hai cái phòng gian chính là đả. Y lầu, thứ hai cái phòng gian. À, chân sự. Đả. Đả chân sự. Phòng tim thuốc. Nha, phòng tim á, đả chân sự. Sự hậu, biểu giao kỳ hù sư cho xin lạ. Chứ sự hậu, biểu giao kể hô sư chịu xỉnh là lúc đó thì cái biểu gửi cho y tá thì được rồi. Hào đất, xie xin nhỉ. Xie xin nhỉ. Nán đề dưới khả năng dài nả. Nán đề dưới khả năng dài nả. Dài nả. À, y yên ha. Bệnh viện. Nǐ hǎo, wǒ yào liǎng zhāng diàn yǐng piào. Nǐ hǎo, wǒ yào liǎng zhāng diàn yǐng piào. À, tôi cần hai tấm vé xem phim. Bà diàn er shí nèi chǎng. Bà
八戒和尚那一场。场。那一场。八点二十那一场，场一场电影，một bộ phim ha, tức là một suất phim ha, chàng á, sư chàng là chàng đó, là tức là một suất phim á, tôi cần cái suất phim là 8:20. Được,您选一下座位吧。好的，您选一下座位吧，刘总，请坐。电脑上这些蓝色的都可以。电脑上这些蓝色的都可以。những cái màu sắc xanh lam ở trên máy vi tính đều được ha. Mà màu đỏ thì có người ngồi rồi. 你选。我要中间的第十排九。我要中间的第十排。Tôi cần cái ở giữa.Đi sửa phải là gì? Hàng ghế thứ 10. Cái hàng ghế thứ 10 ha. Đi xem phim là chọn cái ghế mà trên cùng cao cao ngay chính giữa rất là dễ coi nha. Bên hông cũng khó coi. Hai bên bên trái bên phải. Hoặc là gần màn hình quá không khó coi. Biết tại sao không? Gần cái màn hình giống như là mọi người nhìn cái bàn này đó. Không? Cái màn hình quá to, mình ngồi gần màn hình quá ngồi coi không được. Mà vé đó vé rẻ.Tiếp. 号和十号。好。再来。电脑上这些蓝色的都可以选。我要中间的第十排九号和十号。啊，第十排九号或十号。hàng ghế số mười, tức là hàng ghế số mười á, 第十排, à, 九号或十号, số chín hoặc là.好了，一数目九号或十号。好的，先生，一共。好的，先生，总共了。120元。120元，总共了120元。Thấy có quảng cáo ngày 1/1 có trình chiếu cái bộ phim võ sinh đại chiến gì đó là của Nguyễn Trần Duy Nhất đóng á. Biết Nguyễn Trần Duy Nhất không?Hồng Biệt à, là độc cô cầu bại là một võ sĩ của Việt Nam mình, là cái môn đấu võ Muay Thái là rất là siêu, vô địch rất là nhiều cái danh hiệu, không có đối thủ luôn, cùng hạng cân á, rất giỏi, đang chuyển sang đóng phim á, ngày 1/1 có trình chiếu, rủ nhau đi xem đi.Phim ở đây có mà, các rạp chiếu phim, à chiếu rạp á. Sẽ ngủ. Nhi chẳng chú sẵn yàng đà phản dự. Sẵn mây yàng đà phản dự. Bạn muốn thuê cái nhà như thế nào? Tuy hào sư lý công sư chinh yi đà. Chúc lý công sư chinh y kẻ là tốt nhất là gần công ty, gần công ty một chút nha, lý công sư chinh y kẻ gần công ty một chút. Chỗ vệ yào an chinh tắc chỗ vệ yào an chinh xung quanh thì phải yên tĩnh, đương nhiên也不能太贵了, Để không nâng thay quay là đương nhiên cũng không thể mắc quá. Dán công sư phụ chinh sư cầu vụ trung xin chánCông sư phu chinh sư câu u trung xin. Xung quanh công ty của chúng ta là trung tâm mua sắm. Câu u trung xin ha. U chi mấy hổ thai phiền y đà phẳng dự. U chi mấy hổ thai phiền y đà phẳng dự. Xung quanh thì không có nhà rẻ tiền. Gần trung tâm mua sắm thì không rẻ được. Nếu có giao thông phương tiện.稍微远一点我也可以考虑。如果交通方便稍微远一点我也可以考虑。Nếu như giao thông tiện lợi xa một chút tôi cũng đồng, tôi có thể suy nghĩ lại. À, cân nhắc ha, cân nhắc thêm.
女的想找什么样的房子？女的想找什么样的房子？房租便宜的啊，muốn thuê cái căn nhà sao nó rẻ một chút, mắc quá thì phí tiền, chỉ để ở không thôi ha. Câu 16. Sì điều. 请问附近哪儿可以复印？请问附近哪儿可以复印？ Gần đây chỗ nào có thể photo, phu in là photo nha, phu in, copy, phu in. Thư sư quán 1 lầu đông biển, có gì? Thư sư quán 1 lầu đông biển, có gì? Hải tự trụ phu in chi? Phu in nào có thể phu in? Thư sư quán 1 lầu đông biển, có gì hải tự trụ phu in chi? Có chỉ thái tự chu phu in chi, có mấy cái, có vài cái máy tự động, máy photo tự động tự chu, bỏ tiền vô là giống như mình mua hàng tự động vậy đó. Thư sư quán nơi nhân thái đô, tổng sư phải đuổi. Thư sư quán nơi nhân thái đô, tổng sư phải đuổi. 还有其他地方吗？还有其他地方吗？那你要去学校外面了。那你要去学校外面了。Thế bạn phải đi学校外面了耶。Đi bên ngoài, ra bên ngoài trường rồi ha. Phải ra bên ngoài trường học rồi, 学校外面。南门对面有个小商店。南门对面有个小商店。Nán mẫn tuy miên là đối diện cửa hướng nam, có một cái cửa hàng nhỏ. Na ye ke yi fu yin. Na ye ke yi fu yin, ở đó cũng có thể photo. Gần chữ đối hoa, nán de zui ke neng qu na er? Gần chữ đối hoa, nán de ke yi zui ke neng qu na er? Đi đâu? À, có khả năng là không chờ được thì phải đi xiao sang tiền ha, C ha. 17. 17. 小心, 您慢点, 我跟您. 慢一点, 一起搬吧. 我跟你一起搬吧. 搬 là một là làm hay là khiêng. Đúng rồi, một là khiêng dọn hoặc là làm, nhưng mà nghe câu tiếp theo thì mới biết.没关系，这个小沙发我自己搬得动。没关系，这个小沙发我可以自己搬得动。啊， vậy là B, dọn ha, B. Không sao, cái sofa nhỏ này tôi có thể tự mình bê được. 您这是要把它搬出来放哪儿啊？您要是把它搬出来放在哪儿？Nếu như chỉ muốn dọn ra ngoài đây, bê ra ngoài đây thì để ở đâu? Phang chai nà ở. Nghe không được, về nhà nghe lại. Mà về nhà nghe lại từng câu câu một là các em nghe lặp lại là có cả thầy dịch nghĩa nữa sẽ hiểu nhiều hơn nha. 就这儿，再往左边一点就好。在这儿，就往左边一点就好。Tức là nghiêng về lệch sang bên trái một chút xíu thì được ha. Đó. Nữ đã tại ban sẩn mơ. Nữ đã tại ban sẩn mơ. Nó hỏi mình ban sẩn mơ là xa, xa pha. Bê cái gì vậy? Bê xa pha. À. Nếu mà nó hỏi hướng thì không có. Ở đây không có hỏi hướng. Sì ba. 你学的可真快。你学的很真快。可真快, thật là nhanh, học thật là nhanh. 我小时候学过两年的舞蹈, 有。我小时候学了两年的舞蹈, hồi còn nhỏ tôi đã học 2 năm vũ đạo, tức là học khiêu vũ, học múa. 点基础。
有点的基础。原来是这样啊。có chút căn bản đó. 那你帮我看看我的动作对不对？那你帮我看看我的动作对不对？ xem giúp tôi cái động tác nó đúng hay không. 总的来说，你跳的也不错。总的来说，你跳的也不错。总的来说là gì? Là nói tóm lại ha.Nói tóm lại, chúng ta lại xua, nhảy theo là也不错, anh nhảy cũng được. 不过胳膊再抬高点就更。不过胳膊再抬高一点。胳膊 là cái gì? Khuỷu tay, đây này ha, khuỷu tay. Cái khuỷu tay thì sao? Đưa cao lên xíu nữa ha. 标准了。胳膊啊，就标准了啊。Cơ bộ thái cao y tiền chưa tiêu chuẩn là cái khuỷu tay đây làm sao đưa cao lên chút thì đạt tiêu chuẩn rồi ha. Nữ ta vì sao mà học được khoai? Nữ ta vì sao mà học được khoai? Người nữ vì sao học được nhanh? À, dầu chi chủ có nền tảng rồi.第十九到二十题是根据下面一段话。邓亚萍是中国著名的乒乓球运动员。này tên gì nghe lại, có khi nó hỏi mình cái nhân vật này tên gì mình. 乒乓球运动员。nghe lại nhân vật tên gì nghe lại. 免一段话。邓亚萍是中。Tân Gia Thiện, à, Đặng Đặng A Bình phải không? Tân Tân Gia Thiện ha, Đặng A Bình. Rồi. Và 著名的乒乓球运动员. 是中国的乒乓球运动员, là vận động viên môn bóng bàn nổi tiếng của Trung Quốc. À. 也是获得世界乒乓球比赛第一次数. 也是获得世界乒乓球第一世界还是国际 cũng là cái người giành được giải nhất môn bóng bàn thế giới hay quốc tế nhỉ? Nãy giờ không để ý. Nghe lại. Deng Yaping 是中国著名的乒乓球运动员，也是获得世界乒乓球比赛第一次数。世界哈，世界乒乓球第一哈，thế giới. 最多的女运动员。来，宝宝呢？他身高只有一米五。他身高只有一米五。一米五啊，只够 mét rưỡi thôi， 高 mét rưỡi 啊，身高就一米五。看上去好像不是打乒乓球的材料。看上去好像不是打乒乓球的材料。nhìn giống như là không phải là cái dạng người đánh gì bóng bàn。Bóng bàn cũng đâu cần cao đâu. Chứ là chạy nhanh ha. Tốc độ rất nhanh. Tàn thà thông qua tự chỉ tớ nỗ lực. Tàn thà thông qua tự chỉ tớ nỗ lực. 13 岁就获得全国第一。13 岁就获得全国第一。13 tuổi đã là được giải nhất toàn quốc rồi. Chuyển của tí y. Giải nhất toàn quốc. 15 岁获得亚洲第一。获得亚洲第一，15岁拿được giải nhất châu Á。第二年又成为世界第一。又成为世界第一。năm thứ hai thì được giải nhất thế giới。改变了人们认为高个子才适合打乒乓球的看法。改变了人们认为。高个子才是打乒乓球的，对，看法哈，thay đổi cái cách nhìn nhận của những người cho rằng là dáng người cao cao mới là đánh bóng bàn ha, ý câu này là vậy. 19. 关于邓亚萍可以知道什么？
quan vị tông gia thiện thở gì chư tao sẵn mà liên quan đến đặng A Bình biết được điều gì? À, đúng rồi, chứ giờ y mỹ ù ha, 1,5 m là mình thấy là còn thấp hơn con gái nữa ha, 1,5 m y mỹ ù ha, là cơ chữ khu cao, cái dáng vóc dáng, cơ chữ là vóc dáng nha, vóc dáng không cao, cơ chữ khu cao. Hai mươi, Deng Yaping, 什么时候获得亚洲第一？ Deng Yaping, 什么时候获得亚洲第一？ 15 tuổi, đúng rồi. Mà 13 tuổi thì获得 gì? Đúng rồi, 13 tuổi là chén của ti. Năm 13 tuổi là hạng nhất toàn quốc, 15 tuổi là hạng nhất thế giới. À. Châu Á, châu Á, à, 2 năm sau thì giải nhất vô địch thế giới. Ừ, trí nhớ tốt đấy, hay là mới dịch xong nên tốt vậy. Đề 21-22 là căn cứ vào một đoạn này. Hôm nay sáng sớm, tại trên đường đi làm. Sang ban lu sang, sáng nay trên đường đi làm. Chai sang ban lu sang là trên đường đi làm ha. Tôi thấy đồng nghiệp Tiểu Yue đi trên. Tôi thấy đồng nghiệp Tiểu Yue. Tiểu Nguyệt, tôi nhìn thấy Tiểu Nguyệt, bạn đồng nghiệp. Trước mặt không gần chỗ. Trước mặt không gần chỗ là cái nơi không không xa ở phía trước. Trước mặt không gần chỗ. 就想跟他打个招呼. Muốn chào hỏi với cô ấy. 于是我一边快走，一边叫他的名字. 于是我一边快走，一边叫他的名字. Thế là tôi vừa đi nhanh vừa gọi tên của cô ấy. 快走, tức là đi nhanh vừa gọi tên của cô ấy. 可他一直没回头. 可他一直也没回头. Hãy thổ là quay đầu về. Nhưng mà cô ấy không quay đầu về. 我只好加快速度, 向他. 我只好加快速度. 加快速度, tôi đành phải làm sao? Tăng tốc độ. 加快速度, tăng tốc độ. 跑了过去. 跑了过去. Chạy vượt qua ha. Cuối cùng sao? 等到了他身边, 才发现. Từng đợi đến khi từng tao là tha được sân pen, đợi đến khi ngay bên cạnh cô ấy mới phát hiện, chạy pha sen, nhìn nhầm rồi. Nguyên lại, tôi nhận chua nhân là. Nguyên lại, tôi nhận chua nhân là. Thì ra là tôi nhìn nhầm người rồi. 21. 说话人一开始想和谁打招呼? 一开始想和谁打招呼? Ai? 同事. Thống sư này tên là Xiao Yue. Có nói câu đầu tiên ha. Thống sư Xiao Yue ha. Câu cuối. 22. 说话人怎么了? À, cuối cùng thì số hóa rận sao thế? Khan chua lợ. À, câu B ha.